mày chạy đi đâu cho thoát. Chơi gì vui vậy? Mày thấy cái mồm tao ấy. Thằng thứ nó giết tao. Nó làm gì? Nó giết tao. Thằng nào? Nó phải email hộ tao cái. Mày xem thử, thằng thứ nó còn này không? Nhờ. Thằng thứ nó có sống luôn. Mày im cái mồm, nó chết cả đám bây giờ. Mà sao thằng thứ nó giết? Cụ ba thế. Cái gì? Nhờ nó đóng vài cảnh phim. Quên chưa trả tiền cắt xe. Thôi. Nó điên lên rồi mẹ. Mày cứu tao đi. Mày cứu tao lần này đi. Khoan. Để anh kêu nó lại. Mày thả tao. Mày giúp tao lần này đi dậu. Mày giúp tao lần này đi. Tao chết rồi mẹ. Đừng để nó chết tao dậu. Tao không muốn chết. Thôi được. Con sẽ giúp ông ba một lần này. Mày giúp tao. Tao đội ơn ngươi. Tao đội ơn mày dậu ạ. Tên tên. Giờ này là giờ nào rồi mà mày còn đùa. Tao cần là chúng thật mày không. Chúng thật thì chúng này. Anh đùa hả? Ít vậy anh. Má đùa. Sao mày ngu vậy? Nghe được thì sao? Mày ngu chưa? Chúng thật. Mày đưa tao đi. Mà này Tết đến nơi rồi. Cụ bá nghiên cứu trả tiền cát xê cho con đi. Mày ép tao vừa thôi nhá. Thôi con đi nhá. Được, tao trả gấp đôi của bà cũng được. Mày giúp tao đi, tao mượn đi. Hứa nhá. Hứa. Còn mày, thằng quay phim, mày có muốn tăng lương hay không? Rồi tao hứa. Chúng mày ép tao quá đi. Tao chết. Đứa tao chết luôn. Chết.
đâu rồi? Đâu mất rồi?